cùng một câu hỏi nhưng hai cách trả lời. Binzy lần nữa chứng minh Châu Bùi đã chọn đúng người khi khéo léo trả lời câu hỏi mà mọi cô gái đều đặt ra cho người yêu. Ai là người yêu người còn lại hơn? Anh. Em. Bây giờ mình vẫn cãi nhau về điều này. Ai Đây là cái duy nhất mình cãi nhau. Còn lại là tất cả anh đều nhường cho em hết. Chỉ có cái này em sẽ giận với em. Nói là cháu yêu em nhiều hơn thì anh sẽ bị giận ngay. Thì anh sẽ bị giận ngay. Đi cao năm xưa cũng nhận được câu hỏi tương tự. Chỉ tiếc cách trả lời của lùn của anh làm mất hứng. Anh yêu Châu không? Rất yêu, hay yêu rất nhiều. Một người yêu không yêu trả, yêu yêu ít <laughs> Ai yêu nhiều hơn? Một trong những câu hỏi mà rất nhiều cô gái đặt cho người yêu. Dĩ nhiên người nổi tiếng cũng vậy và cụ thể ở đây là Châu Bùi. Điều đáng nói là khi đặt ra cùng một câu hỏi dành cho người cũ và người mới thì nàng Fashionista lại nhận về hai cách trả lời khác nhau, khiến netizen không ngừng bàn tán. Theo đó, trong một đoạn clip được chia sẻ gần đây, Châu Bùi có hỏi một câu, ai là người yêu người còn lại hơn? Cả Châu Bùi và Binzy đều nhận mình là người yêu nhiều hơn. Song Binzy giải thích thêm, câu hỏi này cả hai không thể tìm được câu trả lời, từ trước đến giờ anh và cô đều từng cãi nhau qua về vấn đề này. Nam rapper cũng tiết lộ đây là vấn đề duy nhất mà cả hai thường cãi nhau, giành nhau. Tuy nhiên đối với Binzy, cái gì anh cũng có thể nhường cho Châu Bùi, nhưng riêng vấn đề này thì anh sẽ giành lấy bằng được, tức anh là người yêu nhiều hơn. Sau khi trả lời thì Binzy còn lén Châu Bùi nói nhỏ thêm với mọi người, rằng nếu anh mà để Châu Bùi nói cô là người yêu nhiều hơn thì cô sẽ giận anh ai. Vậy nên cỡ nào Binzy cũng phải giành bằng được mặc dù có hơi lên một chút, nhưng câu trả lời của Binji đã khiến netizen không ngừng ngợi khen, cho rằng anh chàng là một mẫu người yêu đầy tinh tế, cũng rất cương chiều và hiểu ý của bạn gái. Sau video này, cư dân mạng lại một lần nữa tin tưởng rằng Châu Bùi đã chọn đúng người. Được biết trước đó, khi còn yêu đề cao, Châu Bùi cũng từng đặt câu hỏi tương tự và nhận về câu trả lời khá mất hứng. Cụ thể, tình cũ của nữ fashionista cho rằng trong tình yêu không có nhiều hơn hay ít hơn mà chỉ có yêu hay không yêu mà thôi. Sau câu trả lời của đề cao thì Châu Bùi có hơi ngập ngừng và nói rằng cô yêu anh hơi nhiều tuy câu trả lời của tình cũ cho bùi không sai song nó lại không được tình cảm cũng không cho thấy sự cương chiều của anh dành cho người yêu